Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review đồ gia dụng cùng kênh YouTube Điện Máy Quang Hạnh. Nếu bạn đang cần tìm kiếm một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công đoạn sơ chế các thực phẩm giàu protein như thịt hay cá thì đừng bỏ lỡ video này, vì hôm nay Thành sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy xay cầm tay đa năng Braun MQ5200 vô cùng nhỏ gọn và tiện lợi. Hãy bắt đầu khám phá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Braun MQ5200 có kết cấu rất đơn giản với phần tay cầm nhỏ gọn với lòng bàn tay, dễ dàng sử dụng và không chiếm quá nhiều diện tích trong căn bếp của bạn. Vỏ máy được cấu tạo từ nhựa cao cấp nên vô cùng chắc chắn và bền bỉ. Lưỡi dao được cấu tạo từ thép không gỉ sắc bén, có thể xay nhuyễn mọi loại thực phẩm. Điều khiển của máy là các nút nhấn kết hợp điều chỉnh tốc độ bằng bánh lăn, giúp người dùng có thể chọn tốc độ xay phù hợp với từng loại thực phẩm. Với thiết kế lắp ráp thông minh Easy Click, chỉ cần một thao tác nhỏ, phần trục xay và phần motor của máy sẽ được gắn chặt với nhau. Cốc xay của máy có dung tích 600ml, được làm từ nhựa trong suốt, giúp bạn dễ dàng quan sát quá trình xay nhuyễn thực phẩm. Phần cây xay của máy được làm toàn bộ bằng thép không gỉ sáng bóng, chịu được nhiệt độ cao, đầu xay hình chuông của MQ5200 giúp chống văng thực phẩm khi xay. Máy xay cầm tay Braun MQ5200 có công suất lên tới 1000W, tốc độ vòng quay tối đa lên tới 13.500 vòng trên phút. Sản phẩm được trang bị tới 21 tốc độ khác nhau để người dùng có thể điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp loại thực phẩm cũng như lượng thực phẩm đang cần xay. Với thiết kế nhỏ gọn cùng các chức năng đa dạng, máy xay cầm tay Braun MQ5200 chắc chắn sẽ là một sản phẩm hoàn hảo dành cho các gia đình có nhu cầu xay nhiều loại thực phẩm khác nhau, đặc biệt là cháo hay bột ăn dặm cho trẻ nhỏ. Sản phẩm hiện tại đang được bày bán sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 2 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh xin cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách 1-1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.